Sáng ngày 14 tháng 6, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn Thương mại xanh năm 2023 với chủ đề Thương mại xanh: thách thức và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Đồng chí Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang chia sẻ, hiện nay tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế bền vững trở thành xu thế tất yếu của thế giới. Các nhà đầu tư những năm gần đây khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt câu hỏi về năng lượng tái tạo, nguyên liệu xanh. Những nhà đầu tư đã đến từ trước cũng muốn trở bộ để xanh hơn. Bởi nếu không đáp ứng được các tiêu chí xanh, thì sản phẩm của họ sản xuất ra không thể xuất khẩu vào các thị trường châu Âu và các nước phát triển khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang cho biết, không cần phải tới năm 2050, mà ngay từ bây giờ chúng ta đã đứng trước nguy cơ tụt hậu trong thu hút đầu tư nước ngoài sụt giảm nếu như không chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Khi đó, sản xuất hàng hóa không đưa ra được thị trường thế giới thì không thể hội nhập tăng trưởng. Đồng chí Võ Văn Hoang cũng đánh giá cao diễn đàn do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các đơn vị tổ chức. Những diễn đàn như thế này có tác động rất tích cực đến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, của người sản xuất, của xã hội, từ đó thúc đẩy hình thành nên chính sách để nền kinh tế tăng trưởng xanh tồn tại và phát triển. Tôi nghĩ rằng là với cái tầm và với cái trình độ tổ chức truyền thông của báo Sài Gòn Giải Phóng và các cơ quan, ở đây tôi thấy cũng có nhiều báo, thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ tạo ra diễn đàn lớn hơn, rộng hơn, không phải chỉ ngày hôm nay, và lâu dài hơn, thường xuyên hơn trên tất cả các phương tiện truyền thông, và làm diễn đàn càng ngày càng sâu hơn ở từng góc độ: người tiêu dùng, nhà sản xuất, nhà phân phối, rồi là người nông dân, người công nhân, làm cho mỗi người dân, làm cho tất cả các bộ quản lý đều nhận thức, hiểu và cùng nhau hành động để chúng ta có được một cái tăng trưởng xanh trong thời gian sắp tới và nhanh nhất. Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng nhận định, để có thể lựa chọn hướng phát triển xanh vừa phù hợp nội lực của doanh nghiệp Việt Nam, vừa đáp ứng tiêu chuẩn xanh mà các thị trường quốc tế đang áp dụng là vấn đề không dễ. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi có đến 99% doanh nghiệp Việt là doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ và vừa, nội lực cạnh tranh yếu, vốn đầu tư mỏng. Nhà báo Phạm Văn Trường nhấn mạnh mục đích của diễn đàn nhằm tạo cơ hội để các cơ quan chức năng, bộ ngành, lãnh đạo thành phố, các chuyên gia doanh nghiệp cùng chia sẻ về những thông tin liên quan đến các rào cản xanh đang được áp dụng phổ biến tại thị trường xuất khẩu và trong nước, nâng cao nhận thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển kinh tế bền vững, đồng thời trao đổi tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố, tạo nền tảng phát triển rộng trong cả nước. Diễn đàn nằm trong chiến dịch tiêu dùng xanh lần thứ 14 là hoạt động thường niên do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các đơn vị tổ chức. Năm nay, chiến dịch tiêu dùng xanh còn có chuỗi hoạt động như xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội về môi trường, vận động đông đảo các tình nguyện viên tham gia với vai trò đại sứ thông tin, để hỗ trợ cộng đồng nhận diện rõ sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt tại hệ thống phân phối của Sài Gòn Co-op. Chiến dịch xây dựng những chính sách khuyến mãi, chính sách bán hàng với giá ưu đãi kết hợp với bố trí các khu vực trưng bày riêng biệt cho sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.